Nhưng Đức thấy rằng Phật Pháp nó hay quá quý vị. Tại vì Phật Pháp nó đem một tư tưởng để truyền tải quý vị. Đem tư tưởng để truyền tải, để cho con người ta cảm thấy phấn chấn lên, luôn luôn sống phấn chấn lên. Nó chứ đừng có sống mà đi đâu cũng ơi trời ơi, mệt mỏi gì đâu, làm cả năm mà không có tiền bạc gì hết, ơi mệt quá. Thấy chưa, khổ ghê chưa. Mà cái người mà khổ họ dung dây cũng nghe cái mùi khổ, mà cái người mà vui họ dung dây cũng nghe cái mùi vui. Thật sự nên nói rằng là người buồn cảnh vật có vui bao giờ. Thấy chưa, buồn là cảnh vật không thấy vui, mà vui mà ngồi chặt cũng thấy vui nữa. Mà buồn dù ngồi một cái hoàn cảnh mình nhìn trời ơi sông núi đẹp vô cùng, mà mình nhìn tự nhiên mình rơi nước mắt. Ủa đẹp quá mà sao khóc, buồn quá trời ơi. Tự nhiên nhìn hoàn cảnh đẹp tao buồn quá, vô duyên không. Nhìn cái gì cũng buồn hết trơn á. Ngồi ngay chăng ngoài đường nhìn xe chạy qua chạy lại tự nhiên khóc, hỏi làm gì, buồn quá trời ơi, nhớ mẹ quá. Thấy chưa, tối ngày đụng cái gì cũng buồn hết trơn á. Tại sao sống kỳ cục rồi. Con người ta đâu phải dễ rơi nước mắt, tự nhiên đi rơi nước mắt tì tiện, muốn khóc rồi khóc, làm như mắt thừa mắt dư hay sao. Nhiều người phụ nữ giống như cuột bịch nước mắt, cái bên đụng tới cái là chảy nước mắt, lao xong chạy nước mắt, ngộ thấy ghê vậy nè. Làm như họ là giống như cái đường dây của họ là cái đường dây nước mắt hay sao, đụng cái họ khóc rồi. Nhiều người nữ nói rất là lạ kỳ á, kỳ cục đi bệnh gì. Vui cũng khóc, mấy cõi học cái cõi đời này lạ không, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Khổ quá rồi tự nhiên được hoàn cảnh thoải mái một chút khóc, hay sao vậy, tủi quá, nhớ đời khổ quá mà bây giờ được gì khóc. Ngộ chưa, lạ chưa. Nên từ nó đó giết rồi nó ba trợn hay sao, giống như khổ với người khờ, chứ khổ nó thành chữ khờ, thấy chưa, khổ khờ, khờ mà ở trong khổ mà cừ gượng, khờ ở trong khổ, khổ ở trong khờ mà cừ. Giết cừ ngộ lắm, cái người khổ cừ giết ngộ lắm mấy vị. Cái vị đây là vì nghe đứa nói chuyện là vì thoát, có nghĩa là thoát dòng tục lỵ, hiểu chưa. Nghe chứ mà thoát dòng tục lỵ nên nó cừ. Cừ vui á, còn gặp ở nhà mà cừ. Có nhiều nụ cười kỳ cục lắm, gặp người chào hỏi nó cười cho kỹ trời, lỡ không lỡ cười trời ơi, làm ăn không được chưa mà cười cái gì mà cười, kỳ cục vậy đó. Hoặc là gặp nhau nó buồn gặp nhau cười nè, buồn quá ngoài đuối gần chết, gặp kêu chị hai phải không, khỏe giống nhăn mà gì đó, ghê không, không có bao giờ mà có nụ cười mà ngồi mà không có cười được gì, không có cười mà vui vẻ mà hả miệng đồ ra, đưa răng đồ ra không được, làm cười giống khỉ bạc má. Có nhiều người cái mặt kỳ cục cười gì đâu mà nó lạ ghê, cười mà ngồi mà mặt gì nè. Cười mà nó nhớ ông nội ông ngoại vậy đó, cười mà nó nhớ cái gì đâu, nó nhớ khổ đau gì mà cười. Cái nụ cười ở đây là nó cười thật sự, nó cười chứ nó không có nhớ ông nội ông ngoại, nhớ khổ đau gì chứ, hiểu chưa. Dẹp vô đây 4 ngày là dẹp sập, thấy không, dẹp gì ha, chồng con gì bỏ hết trơn 4 ngày đấy, không có nhắc tới nữa, về rồi tính sao. Có nhiều bà nói trời ơi tôi giờ vô chùa tôi tu 4 ngày nay tôi vui tới ghê, tôi về tôi gặp ông là tôi thấy khổ đau. Nào có mà, nhiều bà vậy đó, về nhà cái thấy sao mệt mỏi quá trời ơi trời, sao về nhà thấy mệt quá. Vậy đó mà ở đây do nằm lăn nằm lóc gì mà ở tu vậy đó, mà vừa về nhà tối hôm nay cái là nằm ịt ngang nè, ôi trời ơi 4 ngày tu dữ quá, sáng mai nghỉ một buổi coi, ngày mai chắc ngủ tim gai. Trừ áo
4 ngày gì đâu, ăn ít ngủ ít, làm nhiều quá trời. Chắc tối đêm nay về ngày mai chắc nghỉ một bữa ngủ. Ngủ xong nghe, ngủ xong nguyên một ngày thức dậy coi gương nó coi cái mặt không mắt phục mặt. Người ta gặp nó nhìn nó nói ủa chị tu 4 ngày sao mặt kỳ vậy? Thầy ngủ sớm tới giờ. Thấy chưa, tự nhiên nó ù cái mặt kỳ cục lắm nghe. Mà ở đây thì mặt sáng lắm, mặt đẹp, sáng sủa. Nhưng mà về tự nhiên ngủ, giấc ngủ nhiều quá, tự nhiên mặt bước ra. Nói chuyện kinh kênh đó chứ. Gặp chồng này. Chào không? Chào chào, sao bà đi tu về mặt kỳ cục với bà? 4 ngày tu dữ lắm á. Lại hai ngàn lại luôn, tu quá trời tu luôn. Về đây cho ngủ một ngày. Chữ áo. Thấy chưa, có đó chứ, em có đâu nghe. Về ngày mai ngủ ngày nè, ngủ thẳng cẳng nè, nhất là mấy bà thành phố Vũng Tàu đi về sớm mới ngủ. À, còn nhiều bà thì chồng nó đâu cho ngủ đâu. Tại vì sao? Vì đi tu 4 ngày nay về phải đi làm việc bán đồ này kia đồ, nó đâu có cho ngủ. Với sinh nó đi được 4 ngày, bữa sau về là phải lo công việc, hiểu chưa? Nó lo công việc nên từ nơi đó mà làm, ngồi đâu cái làm về cái tự nhiên làm. Chồng nói mình đi mấy ngày nay về ngủ gà ngủ gặm vậy đó. Tùy lắm á, tùy nhiều lắm á. Nói cho tôi là Vĩnh Phước cái tôi có chuyện với tôi đó chứ giỡn đâu. Tôi có công nhiều lắm á, nghe chưa? Thấy không? Nó là tính công với anh ta nữa đó, thấy không? Nó đủ chuyện, về đi rồi thì sao thấy. Vì là Bồ Tát thiệt hay giả là cái gì nhà. À, ở đây nè là nghe Bồ Tát ngon lắm. Nói là ở đây toàn Bồ Tát, giơ tay Bồ Tát không à, đúng không? Nhưng mà về nhà rồi đâu gặp Bồ Tát chồng, Bồ Tát vợ nó thử, nó khảo đảo dài keo không biết Bồ Tát thật hay giả. Nó nên nó đủ chuyện đi về nhà mà gặp. Tại vì 4 ngày ở đây phát tâm Bồ Tát, về nó thử có không phải Bồ Tát thiệt không. Nó dập te tua thử có Bồ Tát không. Đó, mấy bà về đi, mấy bà sẽ gặp à. Thấy à, sao biết Bồ Tát gì à. Bước vô cái là nó chữ một chập trước, nhất là có những người đây sẽ bị chữ nè. Có bị chữ đó. Đi 4-5 ngày mà. Bây giờ cái gì nó cũng có cái giá của nó chừng. Vô đây mấy ngày nay tôi làm cười quá trời cười thì về nó chữ. Nó chữ còn cười nổi không. Bồ Tát mà. Tự cái chữ đó cái Bồ Tát này sao. Họ nói bữa nay là sắp sửa tối hôm nay chia tay rồi đó. Thì bây giờ tôi nói trước để cho gặp sự cố để mà biết đem cái câu thần chú này ra. Đâu bắt đầu lợi lưng đưa lưng. Tao gì kỳ vậy bà. Đi tu 4 ngày đó mà về làm tay kỳ cục đi. Không, tôi nó sợ kỳ cục. Tự nhiên 4 ngày đưa tay rồi. Ông làm gì? Thầy chỉ cho tôi. Mỗi lần quá. Ông mà chỉ chữ tôi là tôi. Cầm ly luôn. Chống cái tay vô. Chống tay bốn. Chồng xanh mặt xanh mày đó chỉ chồng. Tôi nói cho ông biết nha. Thầy chỉ tôi có thằng chú ấy chứ. Tôi đọc rồi đã tôi chấm thầy nữa tôi buông. Tôi để ông mà chửi tôi. Tôi nói ông mà chửi tôi là miệng ông nói đẻ ông lưu lắm. Ông tôi sợ quá trời sợ. Xanh mặt xanh mày. Nên từ nơi đó bị biết. Về nhà đi rồi gặp. Vừa bước vô cầm cái giỏ bằng đêm này đi về nè, lon ton kéo giỏ vô. Nó hỏi mày đi ra khỏi nhà mày đi đâu 4 ngày mày tối đêm hôm chó sủa ôm sùm về đây đi này. Ra chỗ nó tự tắt vừa qua cả vô quá ra. Trời ơi trời, lễ 4 ngày mà chưa về bị chồng đuổi á. Trời ơi trời, thầy đức ơi thầy đức, sao lễ 4 ngày công đức thù thật. Tôi thấy chưa thấy cái gì, vừa về nhà nó chữ, nó kêu sắp giỏ đi tôi đi đâu đi trời ơi trời.
Lúc đó nó tự nhiên nó mê nha. Nó mê cái nó nghi về cái công đức Lại Quan Âm. Nhưng nó không biết rằng muốn làm Bồ Tát thì phải gặp thử thách mới làm Bồ Tát. Thấy không? Giống như cái dao mà mài nó mới bén. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà phải được mài dũa thì nó mới thành Bồ Tát thiệt. Mình quên mất tiêu. Nó đuổi vậy thôi chứ thật sự nó đâu có đuổi. Còn nếu nó đuổi thiệt mình hỏi, đuổi thiệt không? Tôi hỏi không đuổi tôi thiệt không? Nó trời cái gì hết sao? Tôi kể nói đi re bữa nay nó kinh khủng với trời. Tôi bây giờ tôi là Bồ Tát. Tôi cười chết được. Tại vì bước vô đổi thôi. Tự nhiên mà đêm gu thì nó lép quá. Ông nói sao? Tôi với tôi 4 ngày tôi làm gì đâu mà ông đuổi tôi. Nghe không? À, cái gì nói tôi vô tôi nghỉ ngơi một chút. Là bộ bình thường vậy nè. Tôi vô tôi nghỉ ngơi một chút cái đuổi gì mà đuổi. Vì mai tính sao? Nói chuyện nghiêm nghiêm thì cứ ghê chứ đừng có đuổi mình núp nó làm tớ. Rồi đi tu 4-5 ngày mới đi đâu. Vô nghỉ là mai có gì tính sao? Đi ra hôm nay về. Tôi với bà đứng mà banh hai cái chân ra. Tôi không sợ nữa. Thầy chỉ tôi một chiêu rồi. Trời ơi, chắc nó cười mà chết luôn. Cười với một làm gì mà kỳ cục vậy trời. Ôi bà mà vô mà ngủ vô tôi đi. Làm thấy ghê quá. Đúng quá. Ông mà nói vui vui gì chứ gì mà gặp nó cũng mắc cười ác đạn luôn chứ bây giờ đâu nghe. Không, chắc chắn là cái dàn đông này thế nào cũng gặp. Thế nào cũng gặp. Trời xem mày biết à. Nó có nhiều bà ở đây chứ trong lòng cũng suy nghĩ tới gì không biết nó có nói này nữa kia không. Khỏi lo. Cái gì nó tới thì nó tới. Gì mà sợ. Đúng không? Cái gì tới thì tới à. An vui cùng hiện tại hạnh phúc mãi bên ta. Cái an vui trong hiện tại thì hạnh phúc mãi bên ta. Lo làm chi để mà bất an. Hiểu không? Đó là quá đặc biệt. Có một cái cô này, cô gặp những đức tội nghiệp. Bà cầu siêu cho chồng bà mà bà ghi cái giấy cầu an. Bà là chắc Phật tử mất. Giấy cầu an rõ ràng. Mà trên đây là để họ và tên Trần Anh Đắc, pháp danh Minh Hòa Lâm Trung, ngày 24 tháng 8 2022, 55 tuổi. Là ông chồng này là ông nghe pháp Như Đức, ông muốn gặp Như Đức một lần, nhưng mà chưa gặp được, chết quèo. Nên bà lợi bà chạy theo mà thấy tội nghiệp lắm. Đưa Như Đức nói là thầy đọc giùm để cầu siêu cho ảnh giùm, tội nghiệp anh quá. Ảnh nghe pháp thầy ổng thích dữ lắm, ổng nói là muốn gặp thầy một lần nhưng mà tuổi thọ không cho phép, không đi được là chết quèo. Thấy tội nghiệp quá, kêu đọc thì đọc giùm cái thôi, nguyện cầu siêu cho chú. Thôi về Cực Lạc đi, gặp Như Đức làm chi. Nghe pháp là được rồi, về Cực Lạc gặp làm chi đúng không? Nên đây cũng là một bài học mà nhắc tất cả chúng ta, thấy không? Từ xa nghe pháp, về Cực Lạc gặp. Gặp ở đây cũng vậy, có dịp thì gặp, còn không có duyên gặp thì về Cực Lạc gặp. Đúng quý vị? Anh chi? Gặp có gì đâu mà đặc biệt, không? Chỉ nghe pháp vui là đặc biệt rồi. Có một câu rất là hay quý vị. Phải lấy câu A Di Đà Phật tiêu khiển thời gian, lấy thế giới Cực Lạc làm quê hương để ta nương về. Ngày nay niệm Phật
mai sau vãng sanh Tây Phương. Đây là việc vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Nghĩ như vậy, thường sanh tâm hoan hỷ, không nên sanh phiền não. Đây là những công đoạn mà chúng ta chia sẻ Phật Pháp cũng thường nêu lên quý vị. Mình làm bất cứ việc gì, dù có cực nhọc, hoặc là mình gặp những sự việc bị người ta gièm pha, hoặc là người ta chỉ trích, oan ức, hoặc bị người ta hà hiếp, mà mình vẫn có thể không phiền não bao nhiêu hết, và cũng không bị phiền não là ngay chỗ nào, thì công đoạn này dễ nè. Phải lấy câu A Di Đà Phật tiêu khiển thời gian đó, lấy thế giới cực lạc làm quê hương để ta nương về. Thì gặp những sự việc gì là mình niệm Phật lên liền, rồi mình nghĩ tương lai mình ở thế giới cực lạc, nên lấy quê hương cực lạc là chỗ nương về. Tại ở cực lạc nó không có gì, ở đây nó phải có gì đó. Mà mình chịu đựng được cái ở đây, đó là mình đang tiêu trừ nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng khi tiêu trừ rồi thì mình mới về thế giới cực lạc, hiểu không? Là mỗi sự việc thuận trong cuộc đời này không dính mắc, nghịch trong cuộc đời này không buồn phiền. Mà chúng ta phàm phu thì thuận thì dính mắc, mà nghịch thì buồn phiền. Tuy nói vậy nhưng mà nó là đi ngược lại gì đó. Thuận thì dính mắc, mà nghịch thì buồn phiền. Phàm phu là như vậy, cũng không nên đặt vấn đề nặng nề làm chi. Thì bây giờ mình thuận mình cũng dính mắc, câu ai là Phật mình cũng dính mắc. Mình suy nghĩ rằng cái thuận nó sẽ có cái nghịch, từ từ mình sẽ hiểu bộ mặt thật của nó, thì mình sẽ biết dùng câu Phật hiệu để tiêu khiển thời gian, và dùng thế giới cực lạc là chỗ quay về. Mình nghĩ rằng ngày nay mình niệm Phật, mai sau mình vãng sanh Tây Phương, đây là việc vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Nghĩ như vậy thì thường sanh hoan hỷ, không nên sanh phiền não. Nên tại sao chúng ta gặp Pháp Môn Tịnh Độ, chúng ta lại giải trừ được cái khổ, quý vị? Vì cái quan niệm này nè, cái quan niệm này nên giải trừ phiền não. Rất nhiều hàng Phật tử đi về chùa mình, cái lợi ích mà người ta có được lớn lắm. Có khi chỉ chiếc máy nghe Pháp này thôi nè, mà chính người ta ở nhà nghe mấy năm chợ. Quý vị thấy cái giá trị mà quý vị tặng người ta chiếc máy nghe Pháp này lợi ích cỡ nào chứ? Quá lớn, thật sự quá lớn. Hôm qua những đứa gặp với cô này, cô nói rằng là lễ viếng Quan Âm 19 tháng 6, 4 ngày, cô dẫn đi 1.000 người. Quý vị nghĩ dẫn 1.000 người đi, trong 1.000 người đó cô đều đặt máy nghe Pháp cô tặng ta. Vì mấy lần trước cô dẫn đi, cô đều tặng máy nghe Pháp. Rất nhiều người về người ta lợi ích. Đi chỉ có mấy lần thôi mà nhiều người ta nói rằng mỗi lần có chương trình gì cho họ đi. Và bây giờ họ phát động chương trình ra, bây giờ đến mức cô dẫn 1.000 người đi. Những đứa gặp cô, những đứa nói cậu cứ nhiệt tiền liệt mà làm việc này đi cô. Cuộc đời con người sanh không mang đến, chết không mang đi đâu. Một hơi thở thở ra mà không hít vào, cái gì là của bạn? Nhớ, một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của bạn? Tại sao không tạo cái cầm theo được, mà cả đời có người tạo cái không cầm theo được? Nên chúng ta được ở trong ngôi Tam Bảo, mình không có tiền bạc vật chất gì, nhưng mà mình đa phần đều tạo cái cầm theo được không. Bây giờ những đứa hỏi đại chúng nè, mỗi một cái việc quý vị làm trong chùa toàn là quý vị đều cầm theo được, mà quý vị lại gặp một ngôi Tam Bảo, có cơ hội phục vụ chúng sanh, tạo cái phước duyên cực kỳ lớn luôn. Những đức thấy
Có những gia đình mình thiếu nợ chỉ có mười mấy hai chục triệu thôi mà mình không thể nào trả được đó quý vị. Nhưng mà trong chùa mình dùng tiền cho mọi người nhiều không tưởng tượng được, mà mình đều có tiền để dùng. Thì quý vị nghĩ cái phước của người Tam Bảo lớn cỡ nào chưa? Nên khi mình cúng dường mà nói cúng dường Tam Bảo, cái phước đức vị lớn cỡ nào chưa? Tại vì nó ngay cái chỗ như Đức nó nhìn ra rằng ngôi Tam Bảo là đúng là ruộng phước điền phì nhiêu nhất. Nên khi cúng dường là gì? Cúng Tam Bảo. Nhớ nghe, dù mình nghe làm bất cứ việc gì nhưng quan niệm của mình là cúng Tam Bảo. Cúng Tam Bảo. Nhân Đức mua xe tải cho bên chùa mới, nghĩ rằng bây giờ nếu cầm tiền đi mua cái xe mới thì cái thời gian mà đi lấy củi đồ này kia thì có thời gian lâu lâu lén lặng. Chiếc xe lam thì dùng phương tiện, còn xe tải thì dùng ít một chút, cũng gần gần khu vực này thôi. Nhờ cái anh Phật tử, anh mua xe tải cũ thôi để nó gì đỡ tốn tiền chút, để mình dùng tiền để mình làm việc khác, hoặc là dành dụm có chút đỉnh tiền gì đó để tổ chức chương trình người mù. Tội nghiệp người mù lâu quá không có tổ chức, nghĩ gì. Rồi xe 16 chỗ cũng định mua xe mới mà nó cũng tốn tiền quá, thôi chở cái cụ đi đài hỏa táng, nhờ ảnh kiếm chiếc xe cũ nó rẻ mà coi máy móc đồ cho đàng hoàng để mà chở cái cụ lên đài hỏa táng đâu này kia. Thì vị biết rằng là có những cái nhân duyên như vậy, mình làm được thì quý vị nghĩ đầu tư chiếc xe này nó sẽ chở củi, mà củi thì nấu cơm cho cả chúng ăn, nghĩa là mình làm mình thấy đâu nó đúng là cái việc này nó lợi ích xác thực nhất luôn. Thì giờ chùa mới bây giờ càng ngày càng hoạt động quá mạnh, càng ngày càng đông, số lượng người càng ngày càng đông, tăng vượt trội lên. Nên mỗi một phương tiện của điểm chùa mình nó phải có rõ ràng để mỗi bên nó dùng phù hợp. Những đức muốn cho mỗi anh em bên điểm chùa nào cũng phát huy, nỗ lực phát huy lên. Nên những đức nói với các anh em, những đức nói rằng trên là hòa thượng xây chùa, kế là những đức sắp xếp chúng lo tất cả việc ở trong chùa. Khi những đức mà sắp xếp, những đức gầy mấy anh em là không có được buồn. Buồn là anh em không có phát triển được đâu. Bây giờ mình vô chùa mình tu, thầy mình lớn tuổi rồi, còn bây giờ những đức còn trẻ tuổi như đức lo việc trong chùa chiền, những đức phải có gầy sắp xếp mấy anh em để làm chi? Đó là cái rèn luyện. Những đức hồi tối ngồi nói chuyện, đức nói mấy anh em cứ nghĩ đi, một cái cây sắt thô, một miếng sắt thô mà nó muốn trở thành một cái món đồ dùng thì phải trải qua thời gian bị lửa đốt cho nó mềm lại, lửa đốt cho nó mềm rồi mới lấy búa đập. Thấy không? Vậy thì con người mình cũng gì, tu hành mà cái lửa ngũ dục lục trần, cái lửa nó thiêu đốt trong cái cõi đời này, bao nhiêu lửa phiền não, bao nhiêu lửa đố kỵ hơn thua chăm chích, bao nhiêu cái lửa đè đầu cỡ cổ mình, nó làm cho mình phải mềm cái tâm lại, dịu cái tâm lại để nó uốn nắn mình từ phàm phu mà trở thành Phật. Nên nhớ, cái tâm phiền não nó không có giải quyết được vấn đề gì đâu. Con người ta đây mà phiền não không có được cái gì hết chứ. Nên cổ đức người xưa, ai người ta muốn thành đạt cái sự nghiệp trong cuộc đời đều là từ chữ nhẫn. Nên trong kinh Phật dạy là trong tất cả pháp thành tựu đều từ nhẫn mà thành tựu. Từ nhẫn mà thành tựu. Người ta muốn thành tựu cái thế gian pháp thôi. Vậy mà người xưa người ta còn phải chịu
cái cảnh đè đầu cỡ cổ người ta chịu đựng để thành tựu cái sự nghiệp thế gian. Giống như hàng tính phải cúi lòn chui qua hán người, sao trở thành một đại tướng quân, trở về cảm ơn cái người đó: nhờ ông đã đè đầu cỡ cổ tôi, bắt tôi chui qua hán, chí khí của người tôi nó càng dũng mãnh lên. Đó là người đàn ông đích thực đó quý vị. Gặp những sự việc như vậy càng phấn đấu nỗ lực lên. Nên khi những đức gầy, những đức sắp xếp, những đức la hay bị người chỉ trích, toàn là những cái để cho con người mình phát lên cái tâm, một tư tưởng mạnh mẽ, thành công. Khi mình thành công mình mới cảm ơn người ta. Nên những đức thường nói rằng, những đức cảm ơn bà sư phụ, những đức bà chửi những đức 3-4 năm giờ. Nếu không có bà chửi những đức 3-4 năm, làm sao có những đức ngày hôm nay. Những đức là tu học trong cái khó, cái khổ, trong nhân sinh. Rồi tôn tặng vì một cái sự báo thù thôi. Giả điên mà ăn phan người, uống nước tiểu, cuối cùng mới báo được cái mối thù đối với bà Nguyên đã hại. Đó là cái thành tựu cái pháp thế gian thôi, báo thù rửa hận, mà người ta còn phải chịu cúi lòn, chịu ăn phan người đi giả điên mà sống để mà báo thù. Khi những đức coi mà câu chuyện của anh hùng Lưu Sơn Bạc, Tống Giang cũng giả điên ăn phan, vì có người xưa từ một cái thế gian pháp thành tựu thôi mà người ta còn chịu đựng như vậy. Mình là người tu muốn cầu giảng sanh, muốn làm Phật, mà chỉ cần động mình cái là phiền não, nói đến mình cái là mình không vừa lòng, không vừa ý. Trong khi ngày xưa mình mới vô chùa mình cái gì đó, ta tạo dựng lên hết cho mình, gầy dựng cho mình, tạo điều kiện cho mình tu phước tu duyên trong ngôi Tam Bảo. Nếu mình không gặp ngôi Tam Bảo mình làm được gì? Như chương trình lễ hội gì, nếu không có trên hòa thượng xây chùa kế là những đức rủ người về tu thì cơ hội đâu để mà mình tu phước tu duyên gì quý vị. Mà chỉ cần mình làm được chút việc là mình cho rằng mình làm giỏi, mình là người giỏi rồi, nói đến mình là mình buồn liền, mình không vừa lòng không vừa ý. Quý vị nghĩ đi, con người mình vậy sao mình thành công hả quý vị? Nên nhớ, mình là người tu hành, sống trong cõi đời này phải được sự rèn luyện. Những đức hỏi quý vị, người ta la gầy mình vui sướng gì? Quý vị đi la gầy người ta đi, quý vị có vui sướng không? Vì sằng sổ với người ta bị vui sướng không? Bực bội, tức tối, sự vui sướng không? Không có ai mà đi nói mấy cái đó vui sướng. Nó kẹt chẳng đã, con người mình mới thành cái gì thôi. Nên khi ai có tâm nghĩ ác hại mình, cái ác đó đã đến với họ. Ai mà có tâm nghĩ thiện đến với mình thì cái thiện đó đến với người ta rồi. Con người mình sống trong cuộc đời mình phải hiểu, muốn thành tựu được Phật Pháp thì mình phải có chữ nhẫn. Sự kiên nhẫn phải thâm sâu. Đó là những đức kể cái việc pháp thế gian mà người ta còn chịu đựng như vậy. Quý vị coi như Đức Phật tu hành đời đời kiếp kiếp đều có Đề Bà Đạt Đa đến quậy phá. Đức Phật nói một câu rằng, ta thành Phật sớm là do nhờ Đề Bà Đạt Đa. Nếu không có Đề Bà Đạt Đa, làm sao mà ta mau thành Phật như vậy? Giống như câu chuyện Đức đã từng kể, tiên nhân nhẫn nhục là tiền thân của Phật Thích Ca. Đang ngồi tu vị vua Ca Lợi, là một vị vua bạo quân ác, đến rồi không vừa lòng mà tự nhiên rút kiếm ra chặt tay chặt chân lóc thịt móc mắt. Khi ngài gần chết, ngài phát nguyện rằng, khi ta thành Phật thì người đầu tiên ta độ là vua này nè, nhờ ông mà giúp cho ta tu được cái hạnh nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày phát nguyện xong, đúng là ngài là thành Phật sau Phật Di Lặc.
Nhưng mà qua cái hạnh nhẫn nhục ba la mật đó viên mãn, Ngài đã thành Phật trước Phật Di Lặc Bồ Tát. Có thiệt thòi quý vị không? Và khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, Ngài đến Dường Nai để độ năm anh em Kiều Trần Như. Mà Kiều Trần Như là vua Ca Lợi Bạo Quân đó. Ngài đến thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là người chứng quả A-la-hán đầu tiên, đúng như lời hứa của Đức Thích Ca Mâu Ni đã hứa. Nên mình là người tu học, mình dùng cái câu cảm ơn những người khiển trách ta hoặc hại ta, vì họ giúp cho ta thành tựu. Cảm ơn người bỏ rơi ta, vì họ giúp cho năng lực của ta càng tăng tiến thêm. Cảm ơn người đã chửi mắng ta, vì họ giúp cho ta có sự kiên nhẫn càng kiên định. Có nghĩa là mình dùng những văn tự này để áp dụng, và mình dùng có Phật hiệu để nâng chữ nhẫn mình lên. Nên công đoạn này nêu rõ ràng, phải lấy câu ai với đạo Phật để tiêu khiển thời gian. Còn nhiều người, người ta ngoài đời là người ta lấy cuộc chơi vui vẻ ăn nhậu để tiêu khiển thời gian. Mình thì lấy câu ai với đạo Phật để tiêu khiển thời gian, lấy thế giới cực lạc làm quê hương để nương về. Ngày nay niệm Phật, mai sau vãng sanh Tây Phương. Đây là việc vui sướng biết bao, làm thấy cực, không thấy mệt, vì vui sướng biết bao khi được như vậy. Nghĩ tương lai Phật A Di Đà rước mình về cực lạc, vui sướng vô cùng. Đại chúng mà, nhân duyên cuộc đời của người mình gặp nhau trong cõi này, mừng quá. Khi mình được gặp nhau như vậy, chúng ta thương yêu nhau, giúp nhau, chúng ta giúp nhau để làm Phật, chúng ta nâng đỡ nhau, chúng ta bảo vệ nhau, chúng ta hỗ trợ nhau để có thời gian tu hành được trong ngôi nhà Tam Bảo. Mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình mừng quá. Thí dụ như chúng trong chùa mình, có khi mình ngồi bên nhau, mình ăn cái kem, mình ăn một hũ sữa chua hay một lon đậu hũ non Phật tử cũng dường, cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng là một ngôi nhà hạnh phúc. Thí dụ như mình ngoài đời mình cầm một cái kem mình ăn, có mình cô độc, cô đơn, quạnh quẻ. Bây giờ mình trong chùa mình được ngồi cùng với nhau đông như vậy, nó cái cảm giác của cái kem này nó khác hoàn toàn. Vì cái tâm trạng của mình khác khi một mình cô đơn quạnh quẻ. Khi ngoài đời ăn cái gì tranh thủ ăn, đang làm việc liền, có khi nhai chưa xong đã nuốt bằng cái tâm gấp gáp. Còn mình trong chùa mình được có thời gian ngồi vừa ăn vừa nghe niệm Phật, có khi nghe thầy giảng, được ngồi bên nhau huynh đệ tỷ muội ngồi bên nhau ăn cơm uống nước, hoặc ăn kem, ăn lẩu, hoặc là bánh hỏi. Để qua tuần này, cái bữa nào làm bánh hỏi cho các cụ ăn. Hôm qua bên Đại Tùng Lâm đạo tràng bên đó, mấy cô làm bánh hỏi cho các cụ ăn. Những đứa cảm thấy ngồi ăn chung nó ấm áp gì đâu. Tự nhiên cuộc đời mình ngồi suy nghĩ nó, mình được gặp Phật Pháp và được đi tu, đúng là hạnh phúc vô cùng. Giữa con người đến với con người thiệt tình, quá hạnh phúc. Ngồi ăn chứ cùng với đại chúng, toàn là những người tu của quý vị, mình thấy mình quá hạnh phúc. Tuy trong túi mình không có tiền gì chứ, nhưng mà mình được lo đầy đủ ổn định. Mình cảm thấy rằng khi trong chùa mình được lo cho một cái gì, từ một cái khăn, một bộ đồ thầy cho mình, mình cảm thấy mình hạnh phúc. Vì sao? Vì thầy quan tâm, thầy lo cho mình. Nên người ta ngoài đời người ta viết cái câu: còn cha thì gót đỏ như son, mà mắt cha thì gót của con dính bùn. Thí dụ như mình sống trong một gia đình mà có người bảo vệ lo lắng cho mình, thì mình thấy mình khỏe. Còn nếu như mình sống mà không ai quan tâm lo lắng cho mình thì mình cực khổ vô cùng.
Quý vị phải nhớ rằng giàu sang quá thì cũng khó học đạo, mà nghèo khổ quá cũng khó tu. Mình là đi vào trung đạo, có lo, có nhắc nhở, có dạy, có. Đây là sự hạnh phúc khi mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo như vậy. Nên như Đức thường nói rằng, khi mình làm việc đồ xong mình trở về phòng, mình nằm ngủ, mình thấy chị em đồ nằm bên nhau, anh em, huynh đệ nằm bên nhau, thấy mình hạnh phúc vô cùng. Các cụ nằm bên nhau thấy hạnh phúc quá, giống như một mái ấm tình thương quý vị. À, sống thấy nó hạnh phúc. Từng chút quan tâm cho nhau. Từng cái phòng của mình cũng có người đi dọn dẹp, dọn dẹp từng chút cho mình. Nên như Đức cứ nhắc hoài, đừng làm phiền người khác. Khi người ta đi dọn dẹp cho mình, một hai lần bình tĩnh suy nghĩ, để đừng bài bố cho người ta dọn dẹp. Như vậy thì quá đặc biệt. Nên mỗi một người chúng ta phải nhận thức được cái duyên phước mà mình được hưởng thì mình trân quý dữ lắm quý vị. Hàng Phật tử như về chùa, mình đến đây mình tu, mình thấy mình có điểm nương tựa bình an. Hôm qua những Đức gặp cái cô nước ngoài về, những Đức nói thôi cô ơi, cô nhớ câu mình về mình thấm ao mình, dù trong dù đục ao mình vẫn hơn cô ơi. Ở ngoài nước ngoài bao nhiêu năm nay giờ cũng lớn tuổi rồi, thôi về đây đi, mình ở mình tu. Cái tuổi đời của mình lớn rồi, sống nay chết mai bất tử, dù ở đâu cũng cố gắng siêng năng niệm Phật nghe cô. Có nghĩa là ngồi nói chuyện nhau vậy cảm thấy tình người đặc biệt lắm quý vị. Nên chùa mình cuộc sống giống như một đại gia đình, tình cảm có người đến với con người. Nên khi những Đức làm cái gì ở trong chùa mà quý vị, những Đức làm việc cho chúng sanh mà, những làm cái gì những Đức nêu lên chứ những Đức không có kêu tên tuổi ai, mà những Đức nêu lên gì ai người ta thấy đủ duyên người ta làm. Như những Đức làm máy niệm Phật đang gỡ ở bên nước ngoài để làm lễ viếng Quan Âm 19 tháng 6 để tặng cho Phật tử, làm số lượng nhiều. Những Đức đặt 20.000 cái máy niệm Phật, máy niệm Phật, rồi có để mấy công đoạn những Đức chia sẻ trong đó. Nên tất cả quý vị muốn tu phước tu duyên, đây là cơ hội chúng ta cùng chung tay. Ngày lễ viếng 19 tháng 6 những Đức tặng cho Phật tử khắp nơi nơi về, làm thiệt mà quý vị, tặng thiệt mà, rồi làm tượng Phật đồ này kia, rồi chùa chiền như những Đức mua mấy chiếc xe tải cũ gì nó cũng có nhiêu tiền quý vị mà có thể sử dụng cho chùa được. Nên những Đức nói với anh Phật tử, anh coi kỹ, dù mình không có bỏ tiền ra nhưng mà mình coi được chiếc xe đàng hoàng cho chùa để sử dụng hoạt động trong chùa. Việc này quý, quý lắm. Đầu tư được những chỗ này đáng giá, đáng giá. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình gặp được Phật Pháp là cơ hội thì tu phước tu duyên, và cơ hội để mỗi một con người chúng ta tạo cái mà mình cầm theo được. Nhớ, một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của mình. Cả đời có người không nghe đạo thì toàn là tạo cái không cầm theo được. Mình nghe đạo, gặp được những ngôi chùa làm việc lợi ích như vậy, đầu tư tạo cái mà cầm theo được, quý lắm quý vị. Nên Phật tử khắp nơi nơi cố gắng rủ người đi tu. Nó bữa nay mùng 3, mình còn có 7 ngày nữa là ngay thứ 7. Bữa nay thứ 7 rồi phải không? Ngay thứ 7 luôn. Từng thớ là chúng ta tổ chức ngày giỗ tổ Hùng Vương, tưởng nhớ tổ tiên, đám giỗ cho tất cả ông bà mình, cầu siêu cho tất cả ông bà tổ tiên chúng ta và người chết chưa siêu thoát ở bên chùa mới. Đây là một chương trình rất đặc biệt, rất là nhân văn nha quý vị, rất ý nghĩa. Quý vị nên rủ người đến, tất cả người đều phải ghi cầu an, cầu siêu, đều tưởng nhớ. Những Đức nghĩ rằng một ngôi chùa tu như chùa mình, quý vị ghi một tờ cầu an, ghi một tờ cầu siêu cũng là sự tưởng nhớ, cũng là cái tâm thiện quý vị. Một cái thiện nhỏ mình cũng cố gắng làm đi,
để ông bà mình có một cái tên được ở trong ngôi tam bảo. Đây cũng là gieo một cái duyên cho họ đi quý vị. Đó là cái sự thiện tâm hướng đến ông bà tổ tiên. Và tất cả chúng sanh chết chưa được siêu thoát. Và trong cái cầu siêu có cái cầu an cho toàn thế giới được bình an, kiếp nạn được quá dài. Phát cái tâm đó đi quý vị, thiện tâm lớn lắm. Mà cái đại chúng thì thù thắng lắm. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử ai cũng nghe tịnh độ tín nguyện kiên cố, niệm câu Phật hiệu cả đời không thay đổi. Cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.